Chào các bạn, tiểu sử ca sĩ Hoàng Quyên. Hoàng Quyên tên thật là Hoàng Lệ Quyên, sinh năm 1992, là một ca sĩ người Việt Nam. Cô là Á quân chung cuộc của cuộc thi Việt Nam Idol năm 2012 vào ngày 1 tháng 2 năm 2013. Tại cuộc thi này, tuy là người về nhì nhưng Hoàng Quyên mới chính là người giành được nhiều sự đánh giá cao từ những người làm nghệ thuật cũng như các thính giả nghe nhạc bởi chất giọng auto, tức giọng nữ trầm độc, lạ, đẹp được nhận xét vào hàng quý hiếm cùng với kỹ thuật thanh nhạc gần như hoàn hảo. Nghệ danh của Hoàng Quyên được nghệ sĩ Lê Minh Sơn góp ý chọn cho Quyên. Cái tên gọn gàng hơn và quyết đoán hơn, với mong muốn điều đó sẽ đi theo Quyên trong cuộc sống cũng như công việc. Hoàng Quyên là một cô gái dân tộc Tày, sinh ra tại xã Phú Cường, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Từ nhỏ, Hoàng Quyên đã thể hiện niềm đam mê cũng như năng khiếu âm nhạc. Năm 2006, Hoàng Quyên lần đầu tham dự cuộc thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc dành cho lứa tuổi học sinh và đạt giải nhất với bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu. Đây là mốc đánh dấu con đường âm nhạc của Hoàng Quyên ngay khi giọng hát của Hoàng Quyên được các nhạc sĩ Quang Vinh, giám đốc nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, Đức Thịnh, hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội hiện nay, An Thuyền, hiệu trưởng trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại thời điểm đó phát hiện. Cô được đặc cách chuyển thẳng về trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Tại đây, Hoàng Quyên học cùng lớp với ca sĩ Văn Mai Hương, Á quân Việt Nam Idol năm 2010 và ca sĩ Minh Truyền, quán quân Sao Mai Điểm Hẹn năm 2011 dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ ưu tú Hà Thủy. Trong thời gian đi học, Hoàng Quyên còn đi hát ở các tụ điểm ca nhạc lớn trong thành phố để có thêm tiền trang trải cho cuộc sống và phục vụ học tập. Trước khi đến với Việt Nam Idol, Hoàng Quyên đã có cơ hội được nhạc sĩ Lê Minh Sơn mời tham gia live show con đường âm nhạc của mình và sáng tác riêng hai ca khúc để Quyên thể hiện trong album mới nhất của anh, đó là các bài hát Ổi Ương Đầu Cành, Rét Đầu Mùa. Hoàng Quyên cũng đã thu âm nhiều ca khúc khác của nhạc sĩ Lê Minh Sơn như Người ở Đừng Về, Cặp Ba Lá, Gió Mùa Về. Hoàng Quyên đã cùng nhạc sĩ Trọng Tấn hoàn thành album nhạc Roman cổ điển Phác Thảo Mùa Thu của nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc, là nhạc sĩ đầu tiên của Việt Nam giành được giải nhạc phim xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế. Album Phác Thảo Mùa Thu gồm nhiều các khúc lãng mạn từ một thời đóng đinh tên tuổi của nữ ca sĩ kỳ cựu Ái Vân. Các bài hát trong album Phác Thảo Mùa Thu của Hoàng Quyên là Lá Thu, Du Thuyền Trên Hồ Tây, Tình Ca Ban Đêm, Tiếng Mùa Xuân, Hoài Niệm Mùa Thu, Cơn Rông, Phác Thảo Mùa Thu, Bên Vườn Khuya, Lời Thu Sang, Mưa và Hát Giữa Chiều Mưa. Hoàng Quyên cũng chính là ca sĩ chính tham gia thực hiện album Phía Không Người của nhạc sĩ Trần Viết Tân cùng dàn ca sĩ nổi tiếng Thanh Lam, Tùng Dương, Trần Thu Hà và Ngọc Khuê. Các bài hát trong album Phía Không Người của Hoàng Quyên là Phía Không Người, Sương Rồng, Nỗi Nhớ. Năm 2015, Hoàng Quyên tự làm live show Rét Đầu Mùa. Về sự nghiệp, với chất giọng alto đẹp chiếm được tình cảm của giới chuyên môn, tuy nhiên ngay từ đầu cuộc thi, Hoàng Quyên lại không gây được ấn tượng với một số bộ phận khán thính giả, đặc biệt là khán thính giả trẻ. Đến khi rời vào tốc nguy hiểm và có nguy cơ bị loại, bộ ba giám khảo đã dùng quyền cứu duy nhất của mình dành cho Hoàng Quyên vào từ đêm đó. Cô được khán giả chú ý nhiều hơn và bản thân cô cũng khắc phục được những nhược điểm của mình khi trình diễn. Cô cười nhiều hơn, chủ động trên sân khấu và biết giao lưu cùng với khán giả hơn và ngày càng hoàn thiện bản thân. Tuy nhiên, trước câu chuyện cổ tích mang tên Ra Suy, Hoàng Quyên đành chấp nhận vị trí Á quân. Ca khúc mà Hoàng Quyên trình bày gây ấn tượng là Và Em Có Anh, Mong Anh Về, Ngày Hôm Nay, Chuông Gió, Mùa Cây Trổ Lá, Đừng Buồn Phiền, Chiếc Lá Vô Tình, Những Lời Buồn, Hẹn Gặp Lại Anh, Bàn Tay Trắng, Giấc Mơ, I Love You Dream, Bay, Song Ca Cùng Với Bảo Trâm, Thêm Nhà Có Hoa, Song Ca Cùng Với Thí Sinh Hương Giang. Tranh cãi sau Việt Nam Idol năm 2012. Sau khi kết thúc Việt Nam Idol năm 2012, ý kiến giữa các nhà chuyên môn, các nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng là khá thống nhất. Ý kiến của Giám đốc âm nhạc Việt Nam Idol năm 2012 Huy Tuấn trước đêm công bố kết quả: Với tôi, người chiến thắng của Việt Nam Idol là Hoàng Quyên. Bất luận kết quả đêm nay thế nào, vì để đi đường dài thì những câu chuyện bên lề cũng mãi chỉ là bên lề mà thôi. Và sau đêm công bố kết quả, chúc mừng Ra Suy, người đã chiến thắng trong khuôn khổ cuộc thi Idol, giờ là lúc thời gian để đi học. Chào mừng Hoàng Quyên, một ngôi sao mới của thị trường âm nhạc.
Ý kiến của giám khảo Quốc Trung trước đêm công bố kết quả, cá nhân tôi thì mong Hoàng Quyên sẽ là thần tượng. Điều này sẽ mang lại điều tích cực hơn cho các thí sinh, cho cuộc thi và cho cả đời sống âm nhạc. Ý kiến của giám khảo Quang Dũng sau đêm công bố kết quả. Đã hết Việt Nam Idol, chúc mừng Gia Suy và những khán giả yêu quý hãy bình chọn Gia Suy và tôi là người đã bầu chọn cho Hoàng Quyên. Trong khi đó, khán thính giả chia làm hai phần tranh cãi gay gắt về tài năng và ngôi vị của quán quân và á quân Việt Nam Idol năm 2012. Mặc dù được đánh giá là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất khi tham gia sau mai Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2011, Hoàng Quyên đã bị loại khỏi đêm chung kết phía Bắc, được nhiều người xem là một cú sốc của sau mai năm 2011. Ca sĩ Ngọc Khuê đã nhận xét, chắc em ấy cũng chưa hiểu thế nào là bản năng, nếu không với những gì em ấy cộng với sự tự tin tư vấn của cô Hà Thủy và nhạc sĩ Lê Minh Sơn thì em ấy hoàn toàn vững bước tiến vào đêm chung kết cuối cùng của sao mai chứ không phải như thế này. Các giải thưởng mà Hoàng Quyên đã đạt được: giải nhất cuộc thi tiếng hát học sinh phổ thông huyện Đại Từ, Thái Nguyên và giải nhì tỉnh Thái Nguyên năm 2004, giải nhì học sinh giỏi văn tỉnh Thái Nguyên năm 2005, học bổng nữ sinh tài năng năm 2005 do Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa trao tặng, giải nhất cuộc thi giai điệu tuổi hồng tỉnh Thái Nguyên và huy chương vàng cuộc thi giai điệu tuổi hồng toàn quốc năm 2006, huy chương vàng tiếng hát thành phố Thái Nguyên năm 2007, huy chương vàng cuộc thi tiếng hát đô thị và du lịch Thái Nguyên năm 2009, giải triển vọng cuộc thi ban nhạc tốt nhạc học sinh toàn quốc năm 2009, lọt vào chung kết giải sao mai Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc năm 2009 là thí sinh nhỏ tuổi nhất 17 tuổi lọt vào top 9. Hoàng Quyên tiếp tục lọt vào top 3 thí sinh điểm cao nhất dòng nhạc nhẹ khu vực phía Bắc tham dự vòng chung kết sao mai toàn quốc. Giải nhất cuộc thi tiếng hát mùa thu năm 2010 do Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội tổ chức. Trong cuộc thi này, Hoàng Quyên là thí sinh trẻ nhất, cô đoạt danh hiệu quán quân sau khi vượt qua ca sĩ về nhì là Đinh Thị Thu Thủy, thí sinh cuộc thi giọng hát Việt The Voice 2012 và gần 500 thí sinh đăng ký tham dự khác. Giải nhất cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung năm 2011, tốt nghiệp thủ khoa thanh nhạc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội với 2 điểm 10 tuyệt đối, á quân Việt Nam Idol năm 2012, dẫn đầu top 12 ca khúc lọt vào live show tháng 3 bài hát yêu thích với ca khúc Mùa cây lá trổ. Về đời tư, Hoàng Quyên đã kết hôn vào ngày 22 tháng 7 năm 2018 với một kiến trúc sư người Hà Nội có tên là Tuấn Việt, sinh năm 1992. Cả hai đã quen nhau một năm trước đó qua điện thoại. Danh sách các đĩa nhạc mà Hoàng Quyên đã phát hành: album Phòng Thủ, Cửa Thơm Mùi Nắng năm 2014, Về năm 2015, Sóng Hấp Dẫn năm 2018. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.